shopnow.vn, à click quên, giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopanhao.vn. shopanhao.vn. Hello, hi Tom, hôm nay xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay để cho thay đổi không khí, mình quyết định làm clip về vị tướng ra đi rừng cho tất cả các bạn cùng xem nha. Hy vọng thì các bạn sẽ cho mình một like và một lượt bình luận tích cực ở trên kênh YouTube của mình, cũng như là một lượt đăng ký kênh để cho mình lấy thêm nhiều động lực để mình đi rừng cho tất cả các bạn bằng xem với những cái vị tướng hơi độc độc gì cho các bạn nhá. Cảm ơn mọi người nhiều. Ra đi rừng thì không có gì gọi là gì cả, mà là chuyện hết sức bình thường như cái đường ở giữa. Hôm nay mình chưa ra đi rừng, hy vọng thì mình sẽ xanh lè xanh lét đó, xong mình sẽ ra gặp mình ghét đá nào lại mình búng tay cái nó chết. Trời ơi, thế mới được nhiều like, còn phế vật gọi là không mười mấy thì chắc là ăn sợ ăn đi là sơ mặt luôn ý. Thôi kệ, không sao, cứ từ từ rồi khoan cũng ngừng đó. Mọi người xem bét ra đi rừng này đó, hy vọng hôm nay bét ra sẽ nhập mình nha. Ôi giời ơi, đã chưa, ủa căn đam chuẩn thế cơ chứ. Wow, chưa gồm, các bạn thấy mình căn đam chuẩn không? Rất chuẩn, rất chuẩn và rất chuẩn này đó, căn đam phát đá phát chết luôn. Trời ơi, đâu nhiều bạn căn đam sao mà giống mình được, căn đam rất chuẩn luôn. Rồi sao, 1-0 rồi, chiến công đầu dành cho Ero rồi. Hay quá anh ơi, tuyệt vời anh ơi, đừng có sợ, 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 đẩy về nè. Ui dồi ôi, đẩy thế mà cuối cùng bồ chết toi rồi. Cái gì đây, cái gì đây, hết máu rồi hả? Chạy, này thì chạy này. Ui dồi ôi, kéo cái gì đây, kéo cái gì đây, nào, treo đi đâu con sâu. Ôi dồi ôi, ôi ôi, mấy anh ơi, mấy anh ơi, mấy anh ơi, cứu 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 em, cứu em, cứu em, ngấy. Về ngon lành cánh đạo không? Trời ơi, quá hay, may quá có đồng đội nó tới kịp. Đồng đội mà tới không kịp pha đấy là mình giết luôn vị tướng Athu tem bạn rồi. Chứ bạn ấy làm sao mà đủ tuổi rồi đánh nhau với mình nhỉ các bạn nhỉ. Chỉ cần mình sử dụng chiêu 2 mình đã bụp 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 một cái là chết ngay. Chà, trời ơi, sút nè, bụp nè, ghê không? Quá ghê. Hấp dẫn không? Quá hấp dẫn. Like chưa? Đã like. Nhưng mà mình không biết là like hay chưa nữa. Nhưng mà mình đoán là chắc chắn là chưa like đâu. Tại vì clip của mình mười mấy nghìn lượt xem đấy, không phải ít đâu. Mà like thì được có hơn nghìn bỏ, chán chết đi được. Chả anh nào like cho mình yên trơn, chỉ được mỗi mấy bạn fan cứng là like thôi, còn mấy bạn toàn xem chùa, buồn quá nha, không chịu like cho mình gì hết gì. Chán thì chứ, chắc có lẽ sao mình đánh hơi bị ngáo, đâm ra chả ai like là chính xác. Ok, không sao, mình biết mình đánh ngáo mà. Thôi kệ, mình chấp nhận số phận đi ha. My god, trời ơi, giời, bụp nè. Rồi anh Athu, anh Athu, anh Athu, anh A Thu ơi, ôi hồ báo cáo trồn, này thì sao sao đẻn, bong, trời ơi nát đầu luôn, trời ơi gõ như là gõ cái chuông ấy, bong 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 đồ, ghê không, ghê không, ghê không. Ở thôi, ở đỉnh dưới A Thu em bạn ngõm củ tỏi rồi, ở đỉnh trên tem mình thì cũng tỏi củ ngõm luôn, cái gì thế, đối mạng với nhau à, rồi xong teo nát còn bị kéo nữa cơ chứ, đừng có sợ, đừng có sợ, đừng có sợ, đã có ra thanh niên béo ăn thịt đến đây rồi, bong. Chết nè. Ra thì đi rừng cũng mạnh lắm các bạn, không có yếu đâu nha. Rồi đi rắc với cả Gorek. Mọi người xem mình inset này. Hãy xem ta đây. Chà bong chà. Đầu xanh. Chạy đi đâu? Một em. Ủ my god, chết thật kìa. Này thì xảo xảo này chấn bấy. Hãy ya bong. Trời ơi đẳng cấp, nó là làm ở chút đó đó các bạn. Được không? Đó, để cho các bạn chạy về, mình chỉ cần một tun chiêu 2 chính xác một cái là ngõm của tỏi ngay. Nó này thì xảo xảo này, ghê ghê ghê. Trước đây mình chơi ga gà lắm các bạn, mình không thích chơi ra đâu. Nhiều bạn cứ bình luận clip về clip của mình, anh ơi anh chơi ra đi, anh ơi anh chơi ra đi nào. Trời ơi ra đi đừng có ngại ngùng làm gì, ra đi. Trời ơi nghĩ sao, đến khi bây giờ hả, không có ai dám comment ra hết trơn, tự mình chơi đó, có ai comment đâu. Tại vì các bạn thấy mình đánh hài quá trời hay luôn, bởi vậy không dám comment nữa, sợ mình xanh đó. Mấy bạn toàn comment mấy con tướng mà mình ít chơi thôi. Ví dụ ngày xưa mình không chơi ra là comment ra quá trời luôn, nhiều như hạt đều luôn. Bây giờ thì hết rồi, hết rồi, mình tự chơi cũng được, không sao, không cần comment yêu cầu, mình cũng sẽ tự làm. Mấy đường trên đánh nhau kinh thế nhỉ, mấy bạn đánh nhau ác thế nhỉ. Nào dụ dỗ nó chà ẻn. Trời ơi sao Athu tem bạn lại cứ thế nhở, cứ mình ganh Athu một cái là Athu nằm xuống,
cứ ganh A Thu một cái là A Thu nằm bẹt thẻ lè nhè về thành dưỡng sức, sướng quá trời luôn. Trời ơi, mạng của mình ăn kìa các bạn, bún kiều lòi mồm luôn nè. Căn đam này bụp đó, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, quá ghê luôn á chứ. Căn đam nó chuẩn mà. Đây mình đang tới rồi đây, ra đi ganh cũng sướng phết các bạn nhỉ. Cứ đẩy người ta về thôi. Đây 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 đây, con hàng, con hàng, con hàng, con hàng. Yeah, ẻn. Đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu. Này thì inset này. Đó, dữ dằn chưa, quá là dữ luôn ấy chứ. Bùa đen, bùa đỏ, 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 có bùa đỏ, có bùa đỏ luôn, có bùa đỏ luôn, có bùa đỏ luôn, có bùa đỏ luôn nè mọi người xem này. Ẻn. Ghê 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 không, ghê không, ghê không, ghê không, ghê không. Hay giải bình thường. Nghĩ giời làm mấy cái đường quyền cơ bản đấy mà. Đi đường quyền nhá. Chà, ấy giời, nick này thì mình không có trang phục ra các bạn. Không có cái trang phục này xấu quá cần câu này. Nhưng mà thôi kệ không sao. Cần gì trang phục đúng không các bạn? Mình chỉ đánh hay, nó gọi là quan trọng nhất là đánh hay thôi chứ còn kỹ năng không có. Rồi, rồi xong, rồi xong, rồi xong, rồi xong, rồi xong. Bé này mình không biết né à? Bà ăn né đi chứ. Ấy chà, éo né hết trơn, chán thế. Chán không chịu được. Chán không chịu được. Hôm trước thì có nói chung là tầm 2 ngày trước ấy, có một cái chị đấy, chị gọi điện cho mình, chị ấy hỏi là muốn nick giúp cho con của chị ấy. Nhưng mà con của chị ấy cứ đòi ra gọi là siêu Việt cơ. Biết hoặc hoặc là cái ra gọi là Muay Thái ấy. Đó, đâm ra thì chị ấy nhờ mình tìm cái nick giúp. Nhưng mà định mệnh cái ra Muay Thái gọi à đâu. Đúng rồi, nó đắt tiền quá. Thế là cuối cùng mình báo giá, chị ấy chỉ bảo ui sao đắt thế. Thế là chị ấy hỏi thế cái trang phục đấy nó có được tăng sức mạnh hay cái gì không. Mình bảo là dạ không chị ạ, cái trang phục đấy nó như bình thường thôi, nó chỉ đẹp thôi chứ cũng chả có tăng sức mạnh chứ. Thế là chị bảo, thế thì thôi không mua nữa. Tưởng là tăng sức mạnh các bạn. Làm như là game Fortnite ấy. Mua súng trang phục cái có được tăng sức mạnh không, có đâu. Liên Quân thì nó vẫn y chang vậy các bạn, nó chả được tăng sức mạnh gì hết trơn á, nó chỉ đẹp thôi. Nhưng mà chị ấy bảo là không được tăng sức mạnh mà lại tốn tiền quá, thế là thôi chị ấy không mua nữa. Tại vì lúc trước ấy chị ấy mua ở cái shop nào ấy mất mấy trăm nghìn, nhưng mà định vậy đi nạp tiền vào xong rồi mua nick nó không đưa nick ấy, kiểu như mua cái shop nào mình cũng chả biết nữa. Thấy thế là chị mới tìm sớm sâu rồi gọi điện. Thế là cuối cùng chị cũng không mua cho bé luôn. Lúc đầu mình tưởng là chị ấy gọi là mua cho con luôn, nhưng mà chị ấy bảo là không được tăng sức mạnh, đâm ra không mua. Quá buồn cho một cuộc tình. Ấy yo 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 yo. Trang phục thì nó cũng chỉ được tăng thêm vàng thôi các bạn. Có nghĩa là mình sử dụng trang phục thứ nhất là đẹp, cái thứ hai là tăng thêm vàng á. Tăng thêm vàng để mua tướng ấy. Ui ôi, kéo kìa. Bay vào đây. Trời đông quá trời đông luôn, quả cầu băng xương luôn. Quả cầu băng xương luôn, bụp cho một phát nè, bụp cho một phát nè. Này thì xạo xạo này, ui dồi ôi chết lá rã luôn. Tem bạn gọi là chết như nhái luôn. Ngon lành cành đào rồi, ngon lành cành đào rồi. Phê rồi anh em ơi, quá phê luôn, phê rồi anh em ơi. Vì thế nên các bạn nào mà muốn tăng sức mạnh ở trong Liên Quân ấy, thì các bạn nghĩ rằng mua trang phục mà lên được tăng sức mạnh thì là sai lầm rồi nha. Thật ra là không được tăng tí nào đâu. Đó. Nhưng mà khi mà mình có trang phục ấy thì mình kiểu như mình ham chơi hơn, mình cảm thấy hứng thú chơi hơn. Rồi xong, rồi xong, rồi xong, rồi xong, rồi xong. Với lại cái thứ hai đó là chính là khi mà vào trong trận ấy, thấy trang phục đẹp đồng đội mình nó khen, khoái. Thế thôi. Thế là đủ rồi, thế là đủ rồi. Này 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 thì đuổi theo này, đuổi theo này, đuổi theo này, đuổi theo này. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Vỡ mồm luôn. Biết thế định mệnh đao vào mình giết luôn hai cái thanh niên kia đi nhỉ, ngon nhỉ. Mình cứ tưởng gọi là chạy được, đâm ra mình mới bỏ chiêu một mình chạy chứ. Mẹ không hiểu kiểu gì không chạy được. Không là pha đấy là mình sút thẳng mặt cái vị tướng Booster với cả ai nhỉ? Có một con tướng gì nữa ấy, Booster là ăn hai mạng rồi là mình chết luôn rồi, nó cũng chết nhưng mà ăn được hai mạng. Chán thế. Chán không chịu được. Mình tưởng sử dụng cái chiêu một mình lướt qua bên tường á là mình sống. Anh nó lao vèo đánh cho sấp mặt luôn. Vỡ mồm trời sồm. Từ nha, bình tĩnh nha, không sao. Chúng ta mới chỉ bị hạ gục có một mạng à. Ăn thua gì? Mày hả bưởi, lì.
lì. Lúc đầu chị ấy gọi điện mà bảo mua nick cho con, mình cũng giật cả mình. Trước đây thì cũng có người mua nick cho con rồi, nhưng mà là bố cơ chứ không phải là mẹ. Đây là chị là mẹ mua nick. Trước đây mình cũng có ông bố. À không có, không có, không có, có một người mẹ đấy chứ. À, này thì ulti này, mua lửa lắc mông này, mua rồi, có một lần trước đấy, cũng có một lần rồi, cũng có mua rồi. Hỏi gọi điện cho mình xong rồi kêu mình tìm giúp, nhưng mà kiểu như là không phải là chọn kiếm trang phục ấy. Còn bố mà mua nick cho con thì là nhiều luôn, nhiều lắm, quá trời luôn. Lâu lâu lại có ông bố mua nick cho con, chắc là mua nick cho con xong rồi hai bố con cùng chơi đấy, ngon ngay. Có nick thì hai bố con cùng chơi luôn. Ôi ôi, không như ngày xưa các bạn. Ngày xưa con mà chơi game là bố mẹ không cho đâu, thật luôn. Ở thấy chơi game là đập cho sấp mặt lờ luôn. Nhưng mà bây giờ nó khác rồi. Bây giờ thì con bây giờ kiểu giống như là chơi game bố mẹ còn khuyến khích nữa cơ, vãi cả trưởng. Bây giờ bố mẹ còn khuyến khích cho con chơi game thì thua. Quá sướng, quá sung sướng luôn. Rồi 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 rồi, đồng thế nha. Định mệnh nó đông vãi cả lúa. Này thì đông này, này thì đông này. Chạy về không kịp rồi bạn ơi, lại còn để cho nó kéo nữa. Lúc nãy cả mình ngon quá trời, cuối cùng mình chết một cái là tem mình muốn hết hơi luôn ta. Căng vậy. Cứ để cho thằng Crack nó kéo rồi chả thế. Cứ để cho nó kéo này, cứ để cho nó kéo này. Ý, con hàng, con hàng, con hàng, con hàng, con hàng. Con hàng, con hàng. Ấy chà chà. Con hàng, con hàng vô đây. Này thì A Thu này, xảo xảo này, chết chưa? Đùa, đùa. Lao vào mà kiếm chuối đấy bạn. Giời ơi, chuối đâu mà kiếm. Rồi đi về, đi về, đi về. Lao vào, bạn cứ lao vào. Không thế gì, các bạn đang xem clip của mình thì bố mẹ có ủng hộ các bạn chơi game không ta? Không, nhiều bạn bây giờ có khi có con rồi chứ nhỉ. Ý, giời ơi. Comment cho mình biết thử coi ý kiến của các bạn như nào về cái vấn đề mà cho con chơi game bây giờ. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Chơi nè, chơi nè. Tại vì trước đây không có cái giải game nào lớn. Nhưng mà bây giờ ấy các bạn, bây giờ nó có một cái nhiều cái giải đấu game. Thế là đâm ra nhận được tiền này, cái thứ này. Đâm ra chắc nhiều kiểu như bậc phụ huynh bây giờ cũng không có cấm đoán như ngày xưa nữa. Chứ ngày xưa thì gắt lắm. Ra quán game chơi là ăn đoánh nhau thì sướp mặt. Sướp mặt luôn. Nhưng mà bây giờ chơi game ở điện thoại nhiều. Đâm ra chắc là bố mẹ cũng cho chơi. Chơi ở điện thoại thôi chứ còn đi ra quán bây giờ thì cũng... Cũng không muốn cho đi ra quán. Nhưng mà chơi kiểu như chơi ở nhà ấy các bạn. Có cái điện thoại, smartphone bây giờ nó nhiều công dụng chức năng quá. Ai da, ai da, ai da, ai da, ai da. Thốn thế nhỉ? Làm sao? Làm sao bây giờ? Tà thần không? Tà thần không? Bây giờ teo nát với cả Ero ra hỗ trợ mình ăn tà thần là ngon luôn này. Vô đây. Quốc tà thần đi. Nhanh lên, nhanh lên. Theo bé theo ơi. Con Lavel tem bạn nó đang rình rình đi ra kìa. Con Lavel tem bạn nó đang rình rình đi ra kìa. Ngoan không? Này, rình rình đi ra này. Rình rình đi ra này. Đẩy cho một phát này. Sút cho một phát vào mông này. Rồi xong. Hay quá. Ai ăn tà thần vậy? Định mệnh. Cái thằng Lavel nó ăn các bạn ạ. Cái thằng Lavel nó ăn, này thì ăn là thần này, này thì ăn là thần này, Lavel, Lavel. Ui dồi ôi, lại bị cho nó kéo à? Lại bị cái con, lại bị con Lavel nó kéo. Chà! Chà! Boang! Ôi ôi, định mạnh. Này thì, ôi trời ơi, sao mà xài cái chiêu 2 nó hụt thế là thế nào nhỉ? Xui vậy. Bao nhiêu cái pha xài đúng cái lúc quan trọng thì xài hụt. Trời ơi, làm con Lavel nó bắn chết toi luôn. Phải đấy xài cho hai hụt, mình buồn chứ. Có buồn chứ mình cuộc tình luôn. Không là con Lavi chết với mình. Thật luôn. Đấm cho rụng răng luôn đấy chứ đùa. Ra đi rừng thì mình thấy nó cũng được. Nhưng mà quan trọng là mình đánh ngu quá, không đánh được tem. Mình thích chơi mấy con tướng như là Van Heo á, đi rừng á nó mới mạnh. Đó 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 đó. Vô 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 bắn cái gì, chơi luôn, lên luôn, quốc nó luôn.
Sợ cái gì cho nó. Giết. Có la vi này nó khó chịu thật luôn đấy các bạn. Rồi 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 rồi. Quốc nó đúng rồi. Quốc nó đúng rồi. Này thì xảo xảo này. Ra đây hiện hồn lên. Tao đánh mày chết. Này thì ngơ ngơ ngáo ngáo này. Cứu em ơi. Cứu em với mấy anh ơi. Úi dồi ôi. Ê, thơm. Trời ơi đã hạ gục đầu Lavi rồi. Lavi nhà bạn chắc cay mình lắm á. Quá là cay luôn đấy chứ không cay gì. Sao lại không cay. Rồi. Định mày. Xem nó thì cãi được mạng. Team nó chỉ còn có hai người thôi. Crack với cả Crack. Này thì Crack này. Ngon. Vô cái tực giật cái đầu các bạn ơi. Vô cái tực giật cái đầu này. Lên win luôn được không? Win luôn được không ta? A thu này. Đủ ra mạnh phết nhỉ. Trời ơi lên đồ đấm sướng thật đấy. Đấm cho nó một phát là phê luôn. Một phát là phê như con dê luôn. Ôi ôi. Má ơi đau quá. Thốn quá. Quá thốn luôn. Theo nát tới. Nhưng mà theo nát hổ báo quá không có tanh. Thầy có cái con Alain nó quẩy kìa. Rồi xong là teo nát chết ngắc luôn. Thôi rồi lụm ơi luôn. Con này dồn đam kiểu gọi là một người ấy các bạn. Thốn lắm luôn. Nhất là mấy cái thanh niên như là Lavi hay là Dirac là đục phát chết. Đây đập nó, xúc nó. Ủa sao bút tư sợ chết đấy nhở? Ở đâu sợ trời? Rồng luôn đi cậu ơi. Cậu ơi. Mình sẽ quyết định ăn con rồng này một mình nhá. Đồng đội mình nó không gọi là ăn rồng thì mình ăn một mình. Có gì đâu, thì mình ăn một mình. Định mạnh thế mà đang hụt. Thì mình ăn một mình. Có cái gì đâu mà phải căng. Rồi có quyền năng ám luôn. Yeah. Trái chuối ơi chó kìa. Hút máu kìa. Ngon nhỉ. Ra hút máu ghê thật đấy chứ. Hút máu quá trời quá đất luôn. Là về ra thì mình nó chả thèm ăn bùa xanh gì hết trơn. Mình lúc mình để cho đồng đội ăn mà cuối cùng đồng đội mình nó hóng chẻo. Nó hóng chẻo các bạn ạ. Chán thế. Chán không chịu được. Yo. Này thì Greg béo này. Greg béo mầm ơi. Greg béo mầm ơi. Nó lại kéo đồng đội mình. Em cái con Lavi bạn nó đánh đau thế nhỉ. Mình thì giết ghét mỗi con Lavi. Đây này. Trời ơi hụt nữa chứ. Này thì núp này. Khó rồi. Trận này khó thắng rồi các bạn. Thì mình kêu đánh hay vậy. Này thì núp này. Đúng không? Thích núp không? Bay vào đây. Rồi xong bé rồi. Đây rồi. Con hàng đây rồi. Cút cha. Này thì la veo hả? La veo chúng tôi hả? Ôi trời ơi. Trời chết luôn rồi con đâu. Không có nỗi lăng để giải chiều cuối nữa mà. Mình là khổ đại quá đi rồi. Cố lên mấy cậu ơi. Ừ hay quá. Đi về la view đánh chết bây giờ. Rồi xong lá chết luôn ngắc luôn. Theo nó theo mình chết ngõm của tỏi luôn rồi. May quá có error ra. Quốc nó. Bố. Nhảy từ trên trời rớt xuống ạ. À. Buya. Ulti đi mấy cậu ơi. Ulti luôn. Ôi dồi. Error theo mình không dám ulti. Sợ thế gì ta. Ulti luôn bổ lên rồi luôn giết nó lên đi. Đừng có sợ gì. Không biết nữa. Không dám chơi. Ái chà. Chuyện này căng quá hai đường rồi. Thế mình nát hai đường rồi các bạn. Sao đây. Thôi rồi. Trang bị như này có đúng chưa ta. Mình cũng không có nghiên cứu về vị tướng ra nhiều. Đâm ra cũng không có biết là cái trang bị đấy vậy có hợp lý hay không hợp lý nữa cơ chứ. Rồi Greg béo. Greg quánh nó luôn. Mình sợ mỗi cái thằng Lavi thôi các bạn. Mình phải me mình đục nó chết trước. Mình phải đục cái thằng Lavi chết. Cái thằng này ô con hàng kìa. Booster này ơi. Tự dưng ăn được hai mạng ngon vậy.
sớm vậy, trời ơi quá chơm luôn, thơm lừng như củ gừng luôn. À sướng nha, sướng nha. La veo kìa. Hay da. Không sao, mình còn giáp bộ mệnh, còn giáp bộ mệnh mà. Rồi xong các bạn chết 4 người, ấu dè, khờ mon, bấy bì. Rồi lên cho nó quả cầu băng xương win rồi các bạn ơi. Trời ơi game nó dễ vãi cái trưởng ra luôn đấy chứ. Nào một mình cái thằng đi rắc này, tuổi tí mà đòi đánh nhau mình. À đủ. Cố lên, rồi xong. Cố lên, cố. Pẹt. Cái địch mạnh đéo chết kìa. Trời. Sao mà đứng chết nhạt đấy nhờ. Ây giời ơi. Khoa đó đáng nghĩa là mình không lên cho nó quả cầu bằng xương, mình lên cho nó cái cái quyền trượng hay hơn. Tại vì cái quyền trượng nó có hút máu. Đúng không? Mình đấm vào mấy con lính là nó hồi máu cho mình. Em phê lắm. Trời ơi em phê quá rồi, em phê lắm. Anh ơi anh sướng chưa? Em phê lắm luôn à. Cái tê nó lên tất cả luôn các bạn ạ. Em phê lắm. Ây da. Căng quá, căng luôn. Tà thần đi, tà thần đi. AD ơi ra tà thần đi. Tà thần đi cậu ơi. Tem nó đang ở đường trên hết rồi. Ui dồi, nó đánh nhau hôm nay mà ra ăn tà thần, nó kéo băng kéo đa phái thì nó đánh mình chết. Nó kéo băng kéo phái nó đánh mình chết. Kiếm thằng AD tam bạn mình sút thôi. Mình sút chết thằng AD tam bạn là xong luôn á. Đây rồi AD kìa. AD kìa. Này thì AD với chúng tôi này. Rồi xong mình chết. Không kịp xài quả cầu băng xương luôn. Mình chết nhưng mà AD tam mạng cũng chết mà. Ngon rồi. Thế mình là win là cái chắc. Ra ăn tà thần kìa mấy cậu ơi. AD ra ăn tà thần rồi kìa. Có ai giúp AD không? Một mình AD thì khó mà ăn được. Teo nát thì một mình ăn AD khó lắm. Bây giờ chỉ cần có một mình một vị tướng như là Ero ra tanh này. Hoặc là Vera ra tanh á. Nói chung là hai người thì mới ăn được. Cứ một mình AD khó ăn cực. Hết máu rồi kìa. Trời ơi, nó đánh cho AD mà xì máu cam luôn. Rớt nước mắt luôn. Vậy là không ăn được con tà thần hả? Không ăn được tà thần. Bùng quá. Kìa, teo nát bắn quái kìa trời. Bên trí bắn quái hồi máu. Nếu mà mình chơi teo nát thì mình phải đấy mình thừa sức ăn con tà thần. Thẹt. AD cho mình lên tới hai món tổ đánh. Mình sẽ bán cái song đao đi. Lên cho nó khi kiếm phân nia là ngon luôn. Rồi tà thằng này nhanh. Tốc hành em ơi. Ôi. Rồi xong mất cả thằng luôn. Má, nó cái con la veo này. Nó ăn tà thần tàu lao nhỉ? Này thì xạo xạo này. Chết rồi, ngu người rồi, phát đó mình sợ chết quá, đâm ra mình đi xa, con tà thần ra. Mày, ai, bình tĩnh thôi, chết, ổn, kéo gì đây, bán này đi, đó. Úi dồi ôi, nó hút máu kìa, lên cho nó cái giác hổ mệnh nó, ngon ngay, trời ơi, hồi máu quá trời luôn. Lên quyền trượng nó hồi máu kinh khủng luôn các bạn ạ. Về đi. Đừng có sợ mình ra mình đục chết với cái thằng gọi là đi rắc coi. Ui dồi ôi. Đi về. Đừng có sợ, đừng không cần gì hết trơn á. Cứ đi về thoải mái hồi máu đi, mình đứng đây mình cản hết. Lao lên mà kiếm chuối. Nào, băng chủ đây nào. Vô cái tực giật cái tô nào, bay vào đây. Cái đỉnh mệnh ở trên nó cản đường mình. Ui giời ơi. Bay vào đây. Ui giời ơi. À là in chết ngắc rồi. Chà.
Khó nhè. Bố nó đi anh ơi, đúng rồi, bố đi anh ơi. Này thì hút hút này, hút chích với chúng tôi này. Cái thằng béo mập này, chết chưa? Chết bạn chưa, cho bạn chưa? Ý nhà, nhà kẻ. Sân bay tới rồi. Tàu sân bay đây là đây chứ đâu. Ôi 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 ôi. Mẹ ơi, ba đường như thế này mấy thằng lính siêu cấp mình đập nó bao giờ nó mới chết. Tàu sân bay, tàu sân bay, tàu sân bay. Sân bay đây, sân bay đây, sân bay đây, hay quá hay à. Cảm quá. Trận này đánh lâu vãi trưởng ra 25 phút rồi. Eo thắng được. Mấy trận đấu đánh lâu như này các bạn xem các bạn cũng mệt nữa chứ đừng nói mình. Mình đánh mình mệt nhưng mà nó hấp dẫn. Cố gắng gánh tem coi. Cố gắng lật kéo coi. Cố gắng lật kéo coi. Sợ rằng một ngày không có nám bên mình. Bốp nè, rồng 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 rồng. Địt mày thằng Lavel mày, mày có ngon mày KS thêm phát nữa con rồng nữa đi. Mày KS con rồng nó gọi mày đại ca luôn đó Lavel nhá. Gọi là đại ca của ông nội đại ca luôn đó. Rồi xong luôn. Đợt này Lavel cho bạn chết chắc. Chết chắc rồi, số bạn khóc rồi. Bay vô cuối đẩy một phát là xong luôn chứ coi gì đâu. Quả cầu băng xương này nó. Soạn đồ này nó. Vô, vô anh em ơi. Vô anh em ơi, kiếm chuối nào anh em ơi. Kiếm chuối nào anh em ơi. Kiếm chuối, kiếm chuối nào anh em ơi. Ui 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 ui. Vira Vira, ui đánh nhau rồi. Anh em bình tĩnh, anh em bình tĩnh thôi, anh em bình tĩnh thôi. Cái thằng Lavi cứ để mình, anh em cứ bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Ui dồi ôi, ôi dồi ôi, ôi ôi. Đâu rồi Lavi, Lavi, Lavel mới cả Lavi này. Vila này, Lavi, Lavi này. Xạo xạo hả? Xạo xạo hả? Đấm cho chết luôn chứ xạo xạo hả? Chết chưa, chết chưa, chết anh chưa, cho anh chưa. Quốc tụi nó đi anh ơi. Trời ơi, mấy thằng lính siêu cấp này nó đông như kiến luôn. Sao mà đông thế? Trời ơi, mấy thằng lính siêu cấp nó to như cái bánh xe bò ấy các bạn. Ui dồi ôi, đuối luôn đi. Đuối cả, đuối luôn đi chứ. Eo ơi, đánh con này, đánh bao giờ nó mới chết cho. Nào, 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 nào. Nào, kéo cái gì, kéo cái gì. Kéo được mình ý, mình đâu có phải gọi là đồng đội mình đâu mà muốn kéo là kéo đâu. Khó lắm bạn ạ. Không có mà kéo được đâu. Úi trời. Úi trời. Bụp chiêu, bụp chiêu, bụp chiêu, bụp chiêu, bụp chiêu. Vô, vô nào. Phang nào. Qua, wow, pet cha. Trời ơi, ba thằng lính trung cấp này. Ui trời ơi, mấy con bò này đánh nó bao giờ nó mới chết. Nó bao giờ nó mới chết. Tèm răng ăn tà thần kìa. Trốn ở mày đúng không? Tèm răng ăn tà thần nè các cậu ơi. Mà tèm mình bây giờ nói thật một câu chứ tèm mình bây giờ dọn ba cái thằng lính trung cấp này cũng mệt luôn, thời gian méo đâu chạy ra tà thần. Nó đang ăn tà thần đấy chứ, nhưng mà bây giờ mình biết vậy nhưng mà biết sao giờ? Mình biết vậy đấy nhưng mà mình không làm được cái gì nói chứ nó đông quá. Với lại mấy thằng lính trung cấp nó đông nữa. Giết. Giết luôn không cho để trứng. Mấy cái con đi rắc nó đặt cái chiều quá đẳng cấp luôn. Đẩy cái thằng này về này, giết thằng A thu trước. Giết bé A thu trước. Rồi, rồi. Ấy ơi 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 ăn thêm con bùa đỏ này coi cho nó xông lên. Cái định mệnh sao tự dưng thằng ra mặc lờ ra tự dưng nó chạy qua đó như vậy. Ôi 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 gì tự dưng nó nhảy qua ba cũng được kìa. Thôi xong. Rất là vớ vẩn. Một cái pha xử lý rất là cồng kềnh và vớ vẩn đến từ thanh niên ra. Ngu người. Tự dưng nó nhảy qua bên bức tường bên kia xong rồi nó kéo vào đấm là chết. Có giáp hùng mạnh cũng chết nữa, trời ơi, tự dưng vào đấy chết đâm ra mình mới thua này. Thua chắc rồi, mình không chết vào đấy làm sao thua được. Ui giời ơi. Buồn làm chi em ơi. Lá xanh rồi cũng phai màu. Cảm ơn mọi người nhiều nhá, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video sau.